Harry Won sợ hãi tiết lộ việc vừa bị dọa giết khiến netizen lo lắng, chuyện gì đây? Mới đây, Harry Won khiến dân tình xôn xao khi bất ngờ đăng đàn chia sẻ việc cô bị dí, thậm chí là có người dọa giết. Theo đó, trên trang cá nhân chính chủ, bà xã Trấn Thành cập nhật dòng trạng thái lấp lửng. Hôm qua chị V dí mình, đòi giết mình, chị V ghê quá. Ngay sau đó, cư dân mạng đã tinh ý phát hiện ra dòng trạng thái của Harry Won đang ngầm nhắc tới bữa tiệc giữa cô và hội chị em. Theo đó, nhân vật V được bà xã Trấn Thành nhắc đến đó chính là Đỗ Hoàng Vũ, quản lý của nữ ca sĩ. Được biết trước đó, Harry cùng hội chị em thân thiết đã có bữa tiệc vui vẻ, thân mật và có hơi quá chén. Trên trang cá nhân, Đỗ Hoàng Vũ đã đăng clip có nội dung rủ rê Harry cùng hội chị em nhậu với dòng trạng thái ngâm cồn. Cùng thời điểm đó, Harry Won cũng đăng tải story ngắn ghi lại khoảnh khắc cô cùng bạn bè đồng nghiệp đang nâng ly với caption tạm thời bye bye. Chính bởi thế mà dân tình nhanh chóng hiểu rõ việc bị dí và dọa giết mà nữ ca sĩ nhắc đến chỉ là trò đùa của quản lý trong bữa nhậu. Rất nhanh chóng, bài đăng của Harry Won đã thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả, cùng với gần 2.000 lượt yêu thích, cùng vô số bình luận chỉ sau ít phút. Trong đó, bạn bè đồng loạt lên tiếng trêu chọc nữ ca sĩ. Chị em nhà này dạo này dữ dằn quá, đòi tắm rượu nhau, nghe đáng sợ ghê. Thời thế thay đổi nhanh quá, mới ngày nào em không tin được chị bị ngâm cồn luôn đó, ha ha. Trước những ý kiến trên, Harry Won vội vàng đáp lời, chị bị vậy là 100% do chị V, chị nói thế thôi. Bên cạnh đó, không ít người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng và lên tiếng nhắc nhở Harry Won nên hạn chế uống rượu để giữ gìn sức khỏe. Giữ gìn sức khỏe nha Harry Won, cuối năm tiệc tùng nhiều, đừng uống rượu nhiều nha bạn. Chị Vũ bạo lực quá hả chị? Trước đó vào nửa đêm, bà xã Trấn Thành đăng đàn kể chuyện bị hội cả cứng chửi vì cô thường xuyên trêu ghẹo bạn bè, khiến người hâm mộ vừa đồng cảm vừa thích thú vì thái độ hờn dỗi đầy đáng yêu. Có thể thấy Harry Won không chỉ có hội bạn lầy lội mà đến quản lý và những người đồng nghiệp thân thiết của cô nàng cũng hài hước không kém. Cũng chính bởi thế mà mỗi câu chuyện xoay quanh cuộc sống thường ngày của nữ ca sĩ chia sẻ đều khiến dân tình cười ngã nghiêng. Trước đó, Harry Won đã hé lộ một góc trưng bày toàn những đôi giày hàng hiệu khiến dân tình không khỏi trầm trồ. Trên trang Facebook cá nhân, Harry Won đã đăng tải bức ảnh cô tự chụp trước gương và khoe đôi giày cao gót mới do chị quản lý tặng. Tuy nhiên, khán giả lại đặc biệt chú ý đến tủ giày ở phía sau lưng bà xã Trấn Thành. Có thể thấy, trong căn hộ tiền tỷ của vợ chồng Trấn Thành Harry Won có hẳn phòng để đồ khá hoành tráng. Góc trưng bày giày dép của cặp đôi có khá nhiều chiếc tủ cao 9-10 tầng. Trong mỗi tủ chứa đầy những đôi giày hàng hiệu đắt tiền từ các nhà mốt hàng đầu trên thế giới. Khán giả được dịp trầm trồ trước góc giày toàn mùi tiền này của vợ chồng Harry Won. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ thì dân tình sẽ thấy được số lượng giày trong tủ của Trấn Thành nhiều hơn hẳn bà xã. Do đó, có một người bạn đã thắc mắc về điều này và được Harry Won giải đáp. Khi được hỏi, sao giày em ít hơn của chồng em vậy, Harry Won đã đáp rằng, tủ giày ai làm nghề lâu hơn thì chiếm nhiều chỗ hơn chị ơi, ha ha. Không chỉ vậy, giọng ca Anh Cứ Đi Đi còn giải thích thêm, tính người khó thay đổi chị ơi. Ngay lập tức, người bạn này đã hiểu được Harry Won vốn là người có tính tiết kiệm nên không thích mua quá nhiều giày dép hàng hiệu đắt đỏ. Tài khoản Facebook ấy hồi đáp lại bà xã Trấn Thành, định nói là em keo kiệt trong việc xài đồ mà sợ em giận nên thôi không nói, ai ngờ chưa đánh mà đã thành thật hay. Được biết hiện tại, vợ chồng Trấn Thành Harry Won đang sống trong căn hộ tiền tỷ tại một chung cư cao cấp ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây, Trấn Thành cũng nhiều lần khoe những góc trưng bày hàng hiệu và không gian trong nhà. Có thể thấy đây là một căn hộ có diện tích khá rộng rãi, hiện đại, sang trọng và đầy đủ tiện nghi. Nhiều khán giả nhận xét rằng, để sở hữu được căn hộ cao cấp này có lẽ phải cần số tiền không nhỏ. Được biết, trước khi dọn ra riêng tại căn hộ tiền tỷ này, Harry Won từng có 2 năm sống cùng nhà với bố mẹ chồng. Nữ ca sĩ đã tiết lộ điều này trong chương trình Nhập Gia Tùy Tục. Bà xã Trấn Thành chia sẻ, lúc tôi mới lấy chồng, chồng tôi cũng hỏi là em muốn ra ngoài ở hay ở chung với ba mẹ anh. Con gái Hàn Quốc bây giờ không ai chịu sống chung cùng ba mẹ chồng. Tôi là người khá vô tư, tôi hiểu được mình không thể làm được những công việc hàng ngày giống như phụ nữ Việt Nam. Tôi có thể giỏi làm việc ở ngoài nhưng về nhà tôi thích nằm. Tôi cũng không phải người phụ nữ quá ngăn nắp, tôi không thích nấu ăn và cũng không có nhu cầu học nấu ăn. Tuy nhiên vì thấy ba mẹ chồng buồn vì con trai sắp dọn ra ngoài nên Harry Won đã thay đổi quyết định. Dẫu vậy nhưng suốt 2 năm sống ở nhà chồng, nữ ca sĩ cảm thấy rất hạnh phúc vì được ông xã và ba mẹ hết lòng yêu thương.